Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng touring của hãng Giant, đó là dòng FCR3300. Cái dòng này thì cấu hình rất là tốt và cũng một cái mức giá rất là hợp lý. Thì đó là cái dòng mà em cũng đã trong kênh của em cũng giới thiệu một số xe rồi. Một số xe có màu đen và hôm nay em có một cái màu rất là đẹp, đó là màu đỏ. Màu đỏ trắng rất là đẹp. Cấu hình là cấu hình xe đua nhưng mà tay bằng 9 níp 3 đĩa, cấu hình của xe đua mà tay bằng dòng touring. Vâng, và đây là các bác đang nhìn thấy, đây là tổng thành chiếc xe đạp FCR3300 của hãng Giant. Dòng này thì là một cái dòng, một trong số những cái dòng hiếm hoi được sở hữu cấu hình của những cái chiếc xe đua. Còn những cái dòng đời sau này thì 3300 thì nó có phanh dầu nhưng mà nó lại là chỉ có 8 nít thôi. Còn dòng này thì lại là nó khác, là cái dòng đời trước là cấu hình là 9 nít để xô ra, nít 9 tầng. Để xô ra nít 9 tầng là của xe đua, tất cả chính hãng. Đằng trước của chúng ta thì có một cái bộ đùi đĩa 3 tầng hiệu Shimano. Gạt đĩa DOG và tay bấm là DOG, rất là tốt. Size của chiếc xe này là size S. Size S nó cái chiếc size S này ấy, thì nó sẽ phù hợp với các bác đạp có chiều cao từ 1m6 cho đến 1m72. 1m6 cho đến 1m72 là phù hợp. Phanh của chiếc xe thì tuy chỉ là phanh V thôi. Thế nhưng mà bù lại cái dòng này thì cấu hình lại rất là tốt hơn cái dòng phanh đĩa. Yên của chiếc xe thì em đánh giá là còn khá là đẹp, không bị rách. Không bị rách, chỉ cái hơi màu trắng cho nên là qua thời gian sử dụng thì nó hơi ngả ngả một chút thôi, tí tẹo thôi. Còn đâu khá là sạch sẽ, không rách. Phanh V. Mayer của chiếc xe cũng là Mayer của hãng luôn. Dài hơn. Đũa inox, bánh 700C. Về phần sơn của chiếc xe này thì em đánh giá là còn khá là đẹp, sơn rất là ít xước, không có những cái vết xước lớn, cơ bản là đẹp khoảng 90%. Đằng trước của chiếc xe thì cũng là phanh V. Mayer Giant. Như em đã nói là đây là cấu hình rất là tốt, đó là các bác nhìn thấy đó là một đôi tay chuyển số của Shimano. Cái dòng sản phẩm DOR này thì đó là dòng sản phẩm rất là cao cấp, dùng cho chuyển số 9 níp là bên tay phải và 3 tầng đĩa cho bên tay trái. Đi cùng với đó là gạt đĩa DOG. Đùi đĩa bên phải là Shimano. Cùng với bên kia luôn. Tất cả các ghi đông, ốt tăng đều nguyên bản và chính hãng của hãng. Về phần bên này thì em thấy là sơn cũng khá là đẹp này, không có vết xước nào. Size S phù hợp cho các bác cao từ 1m6 cho đến 1m72.
Đây có mã vạch. Tổng thành bên này của chiếc xe. Em thấy là màu cái xe này nó phối rất là đẹp. Màu đỏ trắng, càng đen vậy bạn. Đây tổng thành bên này của chiếc xe. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai. Và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện và về, và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem chữa trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em này em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa, chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.